Bích xin chào mọi người. Hôm nay á, Bích chia sẻ cho mọi người một cái món chay, đó là món cá kèo kho chay. Đó, thì đây là Bích cũng có nguyên liệu và gia vị rồi luôn nè. Đây, nguyên liệu thì mình có là 3 miếng đậu hũ. Đậu hũ này mọi người nhớ luộc sơ qua và mình để cho thiệt nguội nha. Rồi đây là bánh mì khô. Cái bánh mì khô này á, là thường á, là người ta dùng để mà lăn tôm rồi chiên đó, chiên xù á, là cái loại bánh mì này nè, nó gọi là breadcrumb. Rồi mình có ba rô nè. Gia vị á, thì mình có tiêu và hạt nêm, muối. Ở đây thì mình có chút sả. Rồi mình có hai cái gói này là nó gọi là cái lá cuốn sushi đó. Đó thì mình sẽ làm hai gói này nha. Nếu mà mọi người không có mua được cái gói gì á thì mình có thể là mình mua cái loại cái lá rong biển sushi lớn á, rồi mình về mình cắt làm bốn ra để mình cuốn lại. Đó. Rồi đây nữa là nước tương. Mình có hai loại nước tương. Một loại á, nước tương á, là không có đường, còn một loại nó gọi là sweet soy sauce, là cái loại này nó có đường đó, cho nên là mình không có dùng đường đó. Thì mình cũng có mật ong nữa. Rồi bây giờ Bích Trần mời mọi người vô bếp cùng Bích Trần nha. Bích sẽ cho đậu vô đây và dầm, mình dầm nhuyễn ra như vậy nha. Mình dầm nhuyễn cái phần đậu này ra. Mọi người thấy khi mà đậu nó đã nhuyễn rồi, Bích sẽ cho cái mình sẽ cho cái gia vị, những cái gia vị vô. Thì đây Bích dùng cái breadcrumb này á, cái loại mì khô này á, để cho cái cá kèo chay á nó cứng và nó dẻo nha, nó có cái độ dẻo và độ dai. Cho nên là Bích cho vô đây là một muỗng nè, hai muỗng. Mình cho là ba muỗng dung này nha. Ở đây thì ba rô Bích phi rồi thì Bích cho vô đây hai muỗng ba rô, và Bích sẽ cho vô đây là một muỗng sả có ớt. Gia vị thì Bích cho một muỗng tiêu như vậy và hai muỗng bột nêm dung, hai muỗng dung bột nêm và một muỗng muối nhỏ lưng thôi nha mọi người. Cái món này là mọi người đừng có bỏ muối vừa ăn nữa, nhưng mà mình phải làm lạt một chút, là khi mà mình sẽ kho đó thì cái nước tương nó thấm như đây thì vừa ăn luôn. Cho nên là mình bỏ muối ít thôi nha, mới cho một muỗng lưng gì thôi.
hai muỗng bột nêm, một muỗng muối lân lân và một muỗng tiêu. Nó thì bé cho cái muỗng tí ti gì nè. Rồi. Ở đây là Bích có là 5 cái lá rong biển đó, thì Bích sẽ cắt nhỏ lại. Mình cắt cho nó thiệt nhỏ nha. Mình sẽ cắt như vậy. Càng nhỏ càng tốt nha. Thì khoảng 2 muỗng như gì nè mọi người, 2 cái muỗng rong biển gì nè. Đó hồi nãy biết chàng quên cắt nhỏ ra, cho nên là bây giờ đó, mình cho 2 muỗng rong biển gì nha. Rồi giờ bác sẽ dùng một cái bao tay để mà mình nhò cái đậu. Đây mình dùng bao tay để mình nhờ, mình trộn cái đậu này ra. Rất là thơm luôn. Cái món này ăn cơm với lại dưa leo rồi đó, dưa chua. Ngon lắm mọi người. Mọi người nhồi trộn cái đậu hũ cho nó lâu lâu một tí nha, để cho nó có cái độ dai á. Rồi bây giờ Bích có nước nè, mình sẽ nhúng cái lá rong biển này vô trong đây như vậy để hồi nữa là cho nó dính á. Bích sẽ dùng một cái muỗng nhỏ gì thôi thì mình sẽ cuốn lại nha. Mọi người đừng có cuốn nhiều cái nhân lắm, tại vì khi mà mình chiên á là cái nhân nó sẽ nở ra, cái phần trăm nó sẽ nở ra. Nó nở là nó sẽ bung á.
nít vừa mới cuốn xong rồi nè. Đó, mọi người thấy ngon không? Và còn dư một ít đậu thì bích vào viên như vậy và lăn bột mà mình chiên vàng lên. Đó, rồi mình kho hoặc là mình ăn không cũng được. Đó. Thôi bây giờ mình đi chiên nha. Rồi bích cho dầu vô rồi, bây giờ bích sẽ dùng một cái tay nha, với cái đũa thì bỏ vô sợ nó sẽ không có đúng cái đường biên nè, thì nó sẽ bị rớt ra đó ha. Mình phải dùng cái tay mình để từ từ vô. Mình sẽ chiên cho nó vàng hết rồi thì lúc đó là mình mới kho được nha. Mình khi mình chiên á, thì mình để khít như vậy nè, thì cái đường biên mà mình dán á, nó không có bị bung lên đó. Bây giờ mình bắt sẽ chiên cái gò viên này nha. Cái phần ấy mình đã chiên xong rồi, mọi người thấy không? Đó, nó nhỏ nhỏ gì nè.
nhưng mà hồi nãy mình cho ra nó lắc lắc là ngon. Cái này mình lăn bột đi rồi mình chiên nó giòn lắm. Bác sĩ cho vô đây là nửa chén nước nha, để mà mình kho làm cái sốt để kho cá kèo đó, mình cho nửa chén nè. Bác cho vô đây là 2 muỗng xì dầu, cho 3 muỗng. Một muỗng xì dầu nó gọi là sweet soy sauce đó, cái chay đây là một muỗng. Nửa chén nước mà khi mà mình cho xì dầu ở đây thì nó sẽ thành một chén. Cái chay đây là một muỗng mật ong. Bây giờ bác sẽ bật cái bếp lên, mà bây giờ bác không có tao một cái gì hết nha, cũng không có bỏ dầu vô tao vậy hết, thì bác sẽ cho cái chén sốt này vô. Tại vì khi mà mình đã chiên rồi á, mình chiên cái cá kèo rồi á, thì mình sẽ không có bỏ dầu vô nữa, không có tao dầu nữa. Tùy theo mọi người nha, ví dụ như mà ai thích ăn béo á, thì bỏ dầu, cho dầu vô chảo và tao ba rô. Còn bích đó thì không có bỏ dầu vô chảo tao ba rô, nhưng mà cái ba rô đó thì bích đã làm rồi. Thế nè, đó thì hồi nửa nước nó sôi lên á, cái này nó sôi lên á rồi bích sẽ bỏ ba rô vô nha. Ở đây á, mình cho một muỗng nhỏ khoảng nửa muỗng cà phê bột tắc nha. Bếp cho vô đây là một muỗng ba rô phi rồi nè. Bác sẽ cho cái nước sốt này vô để cho nó hơi keo keo lại một tí. Bây giờ bích nếm cho nha, coi thử mình vừa ăn cái nước sốt này vừa ăn cho nha, rồi để mình bỏ cái cá kèo vô nha. Tôi sẽ cho thêm một nửa muỗng xì dầu nè. Thank you.
Bây giờ là mình bỏ vô cái kẹo chay vô rồi mình để được lửa riu riu. Vô cái chà tiêu, cá kèo pha tiêu á thì mình chà tiêu hơi nhiều nhiều một chút. Giờ bác sẽ nêm lại một lần nữa coi thử nó vừa ăn chưa. Nghĩ là vừa ăn rồi đó. Giờ mình để lửa cho nó riu riu nha. Khi nào mà nó hơi hơi cạn cái nước này nè, nó hơi sệt sệt đó rồi mình sẽ tắt lửa. Món cá kèo chay. Mọi người theo cái công thức tưởng chằng á là mà thử món này nha, ăn lại cơm trắng rất là tuyệt vời luôn. Thôi video tạm dừng ở đây, Bé Trần chúc mọi người một ngày vui vẻ nha, bình an trong cuộc sống. Mọi người xem kênh Anna Cuộc Sống Mỹ, đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và like để ủng hộ kênh nha. Chàng cảm ơn mọi người, hẹn mọi người video sau nha.